vi khuẩn có thể được sử dụng giống như các nhà máy nhỏ để tạo ra các hóa chất quan trọng hoặc có giá trị. Hiện các nhà nghiên cứu đang học cách sử dụng vi khuẩn để sản xuất các kim loại quan trọng. Quá trình này, được gọi là khai thác sinh học, có thể là một cách thực tế và giá cả phải chăng để có được những vật liệu quan trọng cần thiết để hoàn thành các sứ mệnh vũ trụ tiên tiến. Chẳng hạn như những nhiệm vụ đưa con người đến các hành tinh khác. Các dự án BioRock từ ESA, cơ quan vũ trụ châu Âu, đã tìm cách điều tra xem liệu vi khuẩn có thể được sử dụng để cô lập các nguyên tố đất hiếm từ một loại đá gọi là đá bazan. Trong đó có mặt trên mặt trăng và sao hỏa trong sự phong phú. Báo cáo trên tạp chí Frontier in Microbiology, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng vi khuẩn không chỉ có thể khai thác các nguyên tố từ đá bazan trong không gian, mà chúng còn thực hiện công việc hiệu quả hơn với trọng lực thay đổi trên tàu vũ trụ. Trong điều kiện trọng lực giảm, các vi sinh vật sinh ra nhiều vanadi hơn 238% từ đá bazan so với những gì chúng tạo ra trong lực hấp dẫn thông thường của trái đất. Vanadi được thêm vào thép thương mại để làm cho nó cứng hơn và giúp nó chống lại sự ăn mòn. Loại thép đó có thể hữu ích trong việc xây dựng trên các hành tinh khác. Quá trình này có thể là một cách để có được những vật liệu chúng ta cần, đồng thời tránh những thiệt hại có thể gây ra bởi các hoạt động khai thác truyền thống nhằm khai thác kim loại từ lòng đất. Khai thác mỏ là một phần cần thiết của nền văn minh. Và nó đã diễn ra kể từ khi con người lần đầu tiên bắt đầu định cư tại các ngôi làng và thành phố, điều tra viên chính của BioRock Jack Cockell, giáo sư tại Trung tâm Sinh vật học Anh Quốc tại Đại học Edinburgh, cho biết. Ông nói thêm, các phương pháp xử lý hóa học có thể rất nguy hiểm. Trong khi xử lý sinh học và tẩy rửa sinh học thân thiện với môi trường và tạo ra ít độc tố hơn. Không gian nhỏ. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã nuôi cấy vi sinh vật trong môi trường tăng trưởng với các chất dinh dưỡng trong tủ ấm trên trạm vũ trụ quốc tế. Các nhà nghiên cứu đã chọn một số lỗi đó để chuyển hóa đá bazan hoặc đá trong không trọng lực mô phỏng các điều kiện trên mặt trăng và sao hỏa. Cockell đề xuất sẽ cần thêm nhiều nghiên cứu để tìm hiểu cách thức hoạt động của quá trình này ở quy mô lớn hơn và liệu việc thực hiện quá trình này trên bề mặt của một tiểu hành tinh có khả thi hay không. Những kết quả này sẽ giúp chúng tôi giải đáp các cơ chế đằng sau khai thác sinh học và phát triển công nghệ hữu ích cho trái đất. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!